tại vì kênh của Ngọc Vlog. Và ngày hôm nay mình đang trên đường đi đến tòa nhà Lotte World, tòa nhà vô cùng cao, để chơi những trò chơi cảm giác mạnh nha mọi người nhá. Mình đang ở tàu điện ngầm nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ thôi. Tàu đến đó nha. Đi rồi. Đang ăn sáng nha mọi người nhá. Nhưng mình sẽ không ăn bởi vì hãi mấy cái này ạ. Mọi người đi chơi đâu đó. Đây quay kim chi, à kim bạc rồi. Hello anh em, đã đến với Itchang Garden Côte de Adventure rồi. Đấy rồi nha. Đấy rồi nha. Đang đi chuyện. Adventure Namu cổng Nam. Đấy, chính là trong đấy thì mình lúc nãy mình đi qua mình nhìn thấy ở dưới này. Mình đã đến với khu vui chơi giải trí của Lotte World rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ vào trong để chơi các trò chơi cũng như đua xe, cưỡi ngựa, bắn súng nha mọi người nhá. Đằng trong kia chính là khu trượt tuyết mọi người ạ. Đây. Chính là khu trượt băng, trượt tuyết nghệ thuật. Trượt tuyết. Mình chưa biết trượt tuyết, chắc là phải đến giờ. Bây giờ thì chưa có ai cả. Đây. Bây giờ thì chưa có ai cả. Lát nữa thì mà sẽ chưa thứ ở đây. Mình đã vừa mua xong vé để vào cửa nha mọi người nhá. Vé này có thể chơi hơn 200 trò chơi ở trong tầng 2 và tầng 3. Và rất nhiều trò chơi mạo hiểm mọi người ạ. Bây giờ mình đang xếp hàng để vào nha mọi người nhá. Hôm nay là ngày cuối tuần ấy, cho nên rất là đông. Mình sẽ vào live stream trực tiếp những trò chơi kinh khủng mà mình sẽ chơi nha mọi người nhá. Hello, xin chào mọi người nhá. Mình đã vào rồi mọi người ơi. Tầng 1 chính là khu vực trượt tuyết. Rất đông vui. Và bọn mình đã có mặt tại tầng 2 để tham gia rất nhiều những trò chơi vô cùng kinh khủng. Mọi người có thấy rầm rú không? Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chinh phục. Đây cho trẻ con thôi. Trong này có nhiều trò chơi khác nhau. Ui, đùa. Ổ điện xanh không đây, tảo khỉ ạ. Đây hay là như này trả tiền mỹ cho kinh khủng đấy nhỉ. Đây chọn gì đây? Thử. Xếp hàng đông rồi. Xếp hàng đông rồi. Ôi. Mọi người ơi, đang xếp hàng để vào chơi nhá. Không biết là trò gì trong này đây. Mà đông người xếp hàng như này.
Chờ đi anh quay nhau. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc, và ngày hôm nay mình đã có mặt trực tiếp tại sân thể thao ở đây mọi người ơi. Chiến thôi, chiến. Ngọc trai siêu phết. Lần đầu trượt băng tưởng không khó mà khó không tưởng. Một thanh niên chuyên bám vào tường chia sẻ. Thanh niên Ngọc thì đã có khả năng thiên bẩm vượt vèo vèo như các phịch thủ vượt. Tối rồi. Các phịch thủ đang chuẩn bị đi giày để chuẩn bị công tác chiến đấu.
đấy, nó ra xếp cái kia là mình chiến thôi. Hãy chiêm ngưỡng màn trượt băng nghệ thuật đỉnh cao thế giới của Ngọc Trai và Tranh Muối. Tiết mục bám tường bắt đầu. Tí không bám tường nữa, tí hai ta xong. Sợ lắm. Chơi rất là chơi đi. Quả lại mà đi tông Việt Nam mà chạy cái nơi chỉ có lòi ruột. Hôm nay chơi ở ngày ở khu này. Đây chị này, chị chuột siêu này mà chuột như không. Nhớ là xin xác. Hello, đây là Ngọc Trai sẽ dọn sức nha mọi người nha. Dọn sức đặt. Đi chuột lông cái gì mổ củi gì kia. Bây giờ sẽ đến phần trượt băng của Loan nha mọi người. Ok. Ok. Hay lắm. Tô lắm. Oh, Loan đang đi rất tự tin nha mọi người nha. Trượt băng mà kinh nghiệm à. Quy tắc Umu. Trượt băng mà kinh nghiệm. Đi bắt chậu chó. Dinh dinh. Dinh dinh. Chân dưng. Người anh hùng cơ chó. Ôi, đây còn là nó bị đoạn xa lắm. Nửa cây số. Ôi trời. Chân dưng người anh hùng. Đấy, mình lại tiếp tục phát huy. Làm gì đấy? Tiếp tục phát huy nhẹ nhàng. Mình cứ đi vào gì ạ cũng được, thằng nào cũng vào gì à. Đấy, đi tự tin chưa? Ô kìa, anh biết tính sao anh cứ thế. Anh phải làm phải em kem. Sơn vào. Bà ông Trần nữa. Anh cứ phi là em sợ. Được chứ. Hết giờ. Chân dung của lưỡng sĩ vừa thiếu bông trai hai lần.